Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một tính năng mới mang tên siêu thấm hút. Nghe cái tên thôi là thấy mùi tiền rồi đúng không anh em ơi? Dạo gần đây chắc hẳn anh em cũng đã nghe đến một tính năng mà chúng ta có thể thức tỉnh con đồng hành lần thứ hai để tăng thêm một kỹ năng hộ chủ, và kỹ năng này nó sẽ hỗ trợ một số thuộc tính rất là quan trọng cho nhân vật chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ cùng với anh em tìm hiểu chi tiết về cái quá trình thức tỉnh này nó sẽ diễn ra như thế nào, rồi điều kiện chúng ta cần những nguyên vật liệu gì để thức tỉnh cái con đồng hành này, cũng như là sau khi thức tỉnh xong á thì anh em làm cách nào để chúng ta có thể tẩy tủy và nâng cấp được cái kỹ năng này theo một cấp độ mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như trên màn hình này anh em có thể thấy được là hiện tại đây là cái kỹ năng thức tỉnh thứ hai của cái con đồng hành Hoàng Nhan Hồng Liệt với cấp hiện tại là 5/5. Và dưới này chúng ta sẽ có một cái con đồng hành Quang Vũ với cấp đó là 15/15 nè anh em ạ. Đó, dưới này chúng ta sẽ có một con Quang Vũ cũng là 15/15. Đây là một con Võ Tắc Thiên cấp 10/10. Và đây là con đồng hành Trương Tam Phong cấp 8/8. Và cái hình ở trên này anh em có nhận ra được một cái điều gì hay không? Anh em thấy có một cái gì đó nó đặc biệt ở trong hình này không anh em ơi? Đó là những con đồng hành của chúng ta đã lên được tới cấp 169 anh em ạ. Đó. Như vậy là với phiên bản này ra thì đồng hành sẽ được tăng thêm cấp độ lên nữa. Đó, một cái khám phá mới đúng không anh em ơi? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái điều kiện cũng như là cái quá trình để cái quá trình này nó sẽ diễn ra như thế nào đây. Đầu tiên là điều kiện cần thiết để thức tỉnh đồng hành. Chúng ta sẽ có hai điều kiện, đó là máy chủ đã mở giới hạn cấp 169 và chúng ta cần có đồng hành cấp thần hoặc cấp trời. Để mình giải thích ở đây nha. Ở bên Trung Quốc á, nó phân đồng hành theo cấp là thiên địa nhân, thần. Thần là tương ứng với đồng hành 4S. Cấp trời là thiên anh em ạ, thiên là sẽ tương ứng với đồng hành 3S nha, và địa là tương ứng với đồng hành cấp 2S. Đó, mình nói như vậy cho anh em dễ hiểu nha. Còn ở bên Việt Nam mình nó phân ra 1S, 2S, 3S thì nó sẽ có cách gọi khác nhau. Như vậy chúng ta sẽ cần những cái con đồng hành này đã thức tỉnh lần 1 rồi, mình gọi là đã thức tỉnh lần 1. Rồi, như vậy là đây là hai cái điều kiện cần thiết để chúng ta thức tỉnh. Và tiếp theo chúng ta cần những nguyên vật liệu gì đây? Điều kiện tiêu hao thức tỉnh đồng hành có nghĩa là nguyên vật liệu đi kèm. Để thức tỉnh được đồng hành cấp 4S, chúng ta cần 5 vật phẩm đồng hành cấp 3S nha anh em ơi. 5 vật phẩm đồng hành cấp 3S, ở đây nó gọi là vật phẩm đồng hành nha, anh em chú ý từ này. Rồi, để thức tỉnh được đồng hành 3S, chúng ta sẽ cần 5 vật phẩm đồng hành 2S. Đó. Lưu ý rằng vật phẩm đồng hành ở đây là vật phẩm đồng hành chưa sử dụng, có nghĩa là anh em triệu hồi những con này và chúng ta bỏ vào trong rương như thế này. Đây, nó có hình minh họa cho anh em luôn. Có nghĩa là những con đồng hành mà anh em có được ở trong rương, chứ không phải là những con đồng hành chúng ta giám đồ ra nha. Mình chưa sử dụng con này ở trong cái phần giám đồ, trong cái hành trang mà chứa đồng hành của anh em á. Những cái con này anh em phải có trong rương mới được nha anh em ơi. Đó là một cái lưu ý rất quan trọng. Rồi, phần số 3 là kỹ năng đồng hành thức tỉnh thì sẽ như thế nào đây? Bây giờ cái quá trình thức tỉnh nó sẽ diễn ra như thế này anh em ạ. Đầu tiên là trên cái giao diện chúng ta sẽ kích vào cái nút gọi là đánh thức tiềm năng ở đây. Anh em sẽ vào trong này, nó sẽ yêu cầu một số cái con đồng hành yêu cầu theo chúng ta. Và sau khi chúng ta thu thập đủ những con đồng hành này có trong rương rồi thì anh em sẽ kích vào cái nút thì chúng ta sẽ thức tỉnh thành công. Và sau khi thức tỉnh thành công, đó anh em thấy quá trình thức tỉnh nó sẽ diễn ra như thế này. Đó, đơn giản kích nút cái xong anh em ạ. Và chúng ta sẽ tiêu tốn thêm 300 cái viên tư chất đơn nữa nha anh em ơi. Ngoài 5 con đồng hành yêu cầu ra thì mình sẽ có thêm 300 viên tư chất đơn. Giống y chang như là anh em thức tỉnh lần 1 luôn. Nó chỉ khác một cái là chúng ta không có yêu cầu về cái vũ khí bổn mạng thôi. Đó. Rồi, làm thế nào để kiểm tra, nâng cấp và tái tạo kỹ năng thức tỉnh đây anh em ạ? Sau khi thức tỉnh thì đồng hành chúng ta có được những cái kỹ năng tương ứng với ngũ hành, với cái hậu tố của đồng hành đó. Thì mỗi kỹ năng thức tỉnh đều có một cái thuộc tính riêng. Ví dụ như đồng hành Tần Thủy Hoàng là đồng hành cấp 3S, nó có thuộc tính là hệ thổ. Và những kỹ năng thức tỉnh nó tạo ra đều liên quan đến thuộc tính thổ, anh em chú ý nha. Với con đồng hành nào mang thuộc tính nào thì cái kỹ năng thức tỉnh đó nó sẽ mang thuộc tính của cái con đồng hành đó, là những kỹ năng hệ thổ. Thì cái này mình đã có một cái video giới thiệu về 60 cái kỹ năng của những con đồng hành thức tỉnh rồi, và tương ứng với các ngũ hành hệ luôn. Thì anh em nào mà chưa xem cái video đó thì anh em có thể xem lại nha anh em ơi, để chúng ta biết được những cái thuộc tính của những kỹ năng đó nó mang lại chúng ta như thế nào. Rồi, ví dụ như bây giờ mình ra một cái kỹ năng mà mình không thích cái kỹ năng đó, mình muốn ra một cái kỹ năng khác để có những cái hiệu quả, ví dụ như hút sinh lực hoặc tăng bỏ qua né tránh hoặc là tăng tấn công, thì anh em có thể chúng ta gọi là tẩy tủy, gọi là tẩy tủy nha anh em ơi. Đây là cắt ma dịch ra, Google này dịch hơi chuối một chút nha.
gọi là tẩy tủy, anh em sẽ tẩy tủy để chúng ta ra được một cái kỹ năng khác. Và cái quá trình tẩy tủy này nó sẽ như thế này anh em ạ. Mình sẽ tiêu tốn một cái vũ khí bổ mạng bất kỳ. Đây nè anh em, tiêu thụ bất kỳ đạo cụ vũ khí. Và cái thuốc tẩy tủy ở đây là chúng ta mỗi lần tẩy như vậy là 60 và tiêu tốn một cái vũ khí bổ mạng, thì nó sẽ random ra một cái kỹ năng khác anh em ạ. Đó, như vậy anh em thấy là trong thời gian sắp tới chắc những cái vũ khí bổ mạng này cực kỳ có giá trị luôn, để chúng ta tẩy tủy ra những cái kỹ năng đồng hành mà anh em mong muốn. Rồi tiếp theo là bây giờ mình đã tẩy tủy được kỹ năng mong muốn rồi, bây giờ mình muốn nâng cấp nè anh em ơi. Bây giờ gọi là nâng cấp kỹ năng. Thì sau khi thu thập được cái vật phẩm tương ứng, đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu nâng cấp. Bây giờ anh em muốn nâng cấp á, thì nó sẽ tốn cái gì? Nó sẽ tốn một cái con đồng hành chỉ định và 50 viên tư chất đơn. Đồng hành chỉ định nha anh em ơi, tăng cấp là tốn đồng hành chỉ định. Ví dụ anh em tăng lên cấp 1, tốn cái con đồng hành hạng vũ, không, đồng hành Lý Nguyên Bá, hoặc là tăng lên cấp 2 chúng ta tốn đồng hành Triệu Vân, thì nó sẽ có những cái con đồng hành chỉ định ở mỗi cấp độ như vậy anh em ạ. Đó anh em thấy không? Ví dụ như nhân vật này nâng lên một cấp thì tốn cái con Lý Nguyên Bá, và cái cấp kế tiếp là tốn cái con Triệu Vân. Đó, anh em thấy là như vậy là giá trị của những con đồng hành này về sau này nó cũng sẽ cực kỳ có giá trị. Nhưng mà anh em yên tâm, chúng ta cố gắng tích lại những cái viên tư chất đơn, tẩy tủy đơn này. Tại vì những con đồng hành anh em đã chiêu mộ rồi, chúng ta có thể chiêu mộ trở lại. Đó, chú ý nha, mình có thể chiêu mộ trở lại. Do đó, bây giờ ngay từ thời điểm này anh em hãy tích lũy những cái viên tẩy tủy đơn và tư chất đơn lại đi. Chúng ta đừng xài nó nữa nha anh em ơi. Rồi, đó là cái cách để cái quá trình nó diễn ra như vậy anh em ạ. Còn cái mục số 5 này thì thật ra thì mình đọc dữ lắm, mình cũng không hiểu cái mục số 5 này nó nói về cái gì. Nên thôi mình sẽ không giới thiệu cho anh em, mất công nói sai nói càng. Như vậy cái quá trình nó diễn ra như vậy cũng rất là đơn giản thôi. Về đầu tiên chúng ta cần thu thập đủ 5 cái con đồng hành theo yêu cầu, và không kèm theo vũ khí bốn mạng, và tốn thêm 300 viên tư chất đơn. Rồi sau khi anh em đã thức tỉnh xong rồi, chúng ta muốn thay đổi kỹ năng, mình gọi là thay đổi kỹ năng, thì anh em sẽ tốn một cái đạo cụ, đó gọi là cái vũ khí bốn mạng, và 60 cái viên tẩy tủy. Chúng ta sẽ thay đổi, nó sẽ random ra một cái kỹ năng khác, và kỹ năng này nó sẽ nằm trong cái bộ ngũ hành của cái con đồng hành luôn nha anh em ơi. Ví dụ đồng hành hệ thổ thì nó sẽ ra những kỹ năng của hệ thổ. Rồi và chúng ta muốn tăng cấp thì chúng ta sẽ tiêu tốn một cái con đồng hành tương ứng và những cái viên tư chất đơn. Đó, như vậy bây giờ anh em hãy cố gắng tích lũy lại những cái nguồn vật liệu này nha. Như vậy là video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Cái này thì mình không có làm trực tiếp được cho anh em, bởi vì không có nguyên liệu thực tế để làm được. Do đó chỉ có thể giới thiệu cho anh em về trên hình ảnh thôi nha anh em ơi. Thì anh em cũng thông cảm giúp cho mình nha. Rồi, nếu anh em cảm thấy video này có giá trị hữu ích thì hãy cho mình xin một like, và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp anh em ở những video sau.